Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 18m. Được đúc kiên cố là một trệt và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có một phòng khách, một gara để ô tô, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Cũng như căn nhà mình thì ở trước nhà mình có một con đường thông rộng lên đến 12m. Mình có thể vừa mua để ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh tất cả các loại ngành nghề, cũng như mình nhờ cho thuê mở văn phòng công ty ở spa. Và căn nhà này thì đang có giá chỉ hơn 9 tỷ một chút xíu, là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà rất là đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng lề đường khoảng 3 mét để mình để xe gắn máy. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong, là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế với hai lớp cửa, một lớp phía bên ngoài thì mình được làm bằng cửa cuốn, và lớp cửa thứ hai thì mình được làm bằng nhôm Sinfa, kính cường lực 10 ly. Cũng như di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách của căn nhà, thì sàn nhà mình được lát gạch đá bóng kính 80. Hai bên thì mình sẽ có những cái tủ rượu, cũng như bên trên mình có hệ thống đèn trang trí trần thạch cao, và phía bên trong thì mình có những cái bức tranh rất là đẹp. Cũng như khu vực không gian chi tiết này thì mình có thể vừa làm phòng khách vừa làm gara xe hơi, với một cái diện tích dài lên đến khoảng phòng khách này khoảng 10 mét thì mình có thể vừa đậu được một chiếc xe hơi cũng như một cái phòng khách phía bên ngoài này, và mình cũng có thể đậu được xe từ 5 đến 7 chỗ. Cũng như di chuyển vào bên trong một chút là khu vực không gian phòng khách phía bên trong, thì hai bên thì mình sẽ có những cái bức tranh trang trí, và phía bên trên thì mình có đèn chiếu sáng trần thạch cao cũng như đèn chùm của căn nhà. Và hai bên không gian phòng khách cũng như gara xe thì mình cũng được ốp gạch đá cao lên khoảng hơn một mét, và có đi chúng ta những cái điểm chỉ trang trí rất là đẹp. Và khu vực này thì mình có thể vừa ở vừa kinh doanh ở phía bên ngoài này, rất là rộng rãi và rất là thoải mái. Cũng như di chuyển vào một chút nữa là khu vực cầu thang của căn nhà, thì trụ cầu thang, tay vịn cầu thang mình được làm bằng chất liệu gỗ gỗ đỏ và lan can kính cường lực 10 ly. Đối diện mình sẽ có một cái tủ rượu được làm từ chất liệu gỗ đỏ luôn, rất là đẹp và rất là chắc chắn. Cũng như di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà, thì tủ bếp, kệ bếp mình cũng được làm từ chất liệu gỗ đỏ. Và phía bên trên thì mình sẽ có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và khu vực này thì rất là rộng, mình có thể để được rất là nhiều đồ cũng như rất là nhiều tủ lạnh phía bên trong không gian phòng bếp của căn nhà mình. Cũng như di chuyển lại khu vực phía sau, mình sẽ có một cái hòn năm bộ khô cũng như một cái khoảng không gian giếng trời để lấy gió và ánh sáng, cũng như một cái nhà vệ sinh kế bên của căn nhà. Đây là khu vực không gian giếng trời thông từ trên sân thượng xuống để giúp mình lấy gió và ánh sáng, rất là mát cho căn nhà. Và kế bên thì mình cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất là rộng. Đây là khu vực nhà vệ sinh chi tiết của căn nhà. Và mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho khách hàng cùng tham quan một căn nhà đang có một cái diện tích cực kỳ là dài, ngang 4m2 và độ dài lên đến 18m và được xây dựng hết đất. Cho nên là không gian phòng khách, phòng bếp, gara xe hơi của căn nhà mình rất là rộng. Và phía không gian phòng bếp của căn nhà mình thì rất là rộng, cũng như phía bên ngoài thì mình có thể là vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, và mình có thể mở văn phòng công ty, spa cũng như rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà.
Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, cũng như mình sẽ có thêm một phòng ngủ cho người giúp việc và một cái nhà vệ sinh ở phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Như căn nhà mình thì có tới 6-7 cái nhà vệ sinh sử dụng riêng biệt, rất là thoải mái. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại khu vực phía trước của căn nhà. Thì đầu tiên là mình sẽ có một bộ cửa được làm bằng gỗ cam xe, rất là đẹp và chắc chắn. Di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng ngủ của căn nhà. Thì sàn nhà mình được lát gạch đá bóng kính 80. Bên trong không gian phòng ngủ thì mình có những cái mảng giấy dán trang trí rất là đẹp. Và mình sẽ có cửa sổ để mở ra bên ngoài, cũng như cửa để đi ra cái ban công phía trước của căn nhà. Và ngoài khoảng ban công, mình sẽ có một bộ bàn ghế đá để vui chơi. Cũng như mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái tủ quần áo sử dụng rất là thoải mái và rất là tiện lợi. Cũng như mỗi phòng ngủ của căn nhà mình thì có diện tích rất là dài và rất là rộng cũng như rất là thoáng mát. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại khu vực nhà vệ sinh. Thì mỗi phòng ngủ của nhà mình đều có một cái nhà vệ sinh riêng, được ốp gạch cao lên kín tường, rất là sạch sẽ. Bên trong mình có vách ngăn tấm kính, hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm. Và tiếp tục là mình sẽ di chuyển lại khu vực phía sau căn nhà, phòng ngủ số 2. Thì toàn bộ cửa trong căn nhà mình cũng được làm bằng gỗ cam xe, rất là chắc chắn. Và toàn bộ sàn nhà thì được lát gạch đá bóng kính 80. Bên trong phòng ngủ căn nhà mình thì mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái tủ quần áo và một cái nhà vệ sinh riêng. Cũng như nhà phòng ngủ phía sau căn nhà mình sẽ có cửa sổ để mở ra cái khu vực khoảng không gian chính trời phía ngoài, lấy gió và ánh sáng rất là mát. Và đây là khu vực nhà vệ sinh, phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng. Rồi mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì rất là gần với lại công viên Làng Hoa, cũng như ngã ba Lê Văn Thọ và Quang Trung, và rất là gần với lại chợ Hạnh Thông Tây cũng như nhà thờ Hạnh Thông Tây. Thì chỉ vài bước chân thôi là mình có thể di chuyển ra đến công viên Làng Hoa cũng như chợ Hạnh Thông Tây. Và căn nhà này thì nằm trên một cái con hẻm, là lúc trước là con đường số, bây giờ là thuộc con hẻm của đường Lê Văn Thọ, phường 9 của quận Gò Vấp, một con hẻm thông. Chúng ta có thể vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như cho thuê, mở khách sạn, spa và mở phòng mạch thì rất là tuyệt vời. Và chỉ với giá 9 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà mới được xây dựng xong năm 2020, nằm trên một cái vị trí, một cái con hẻm thông, và hai bên thì mình có hai hàng cây xanh cũng như hai cái vỉa hè mỗi bên 3 mét, rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế phía bên dưới là mình có thể để làm phòng khách, để gara xe hơi, cũng như mình có thể là kinh doanh buôn bán tất cả các loại ngành nghề. Phía sau thì mình sẽ có một cái phòng bếp cũng như 5 phòng ngủ và 7 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Mình sẽ có 4 phòng vệ sinh chính cũng như 4 phòng ngủ chính, và mình sẽ có thêm một phòng ngủ ở sân thượng và một cái nhà vệ sinh phía bên trên sân thượng để cho người giúp việc. Thì rất là rộng rãi và rất là thoáng. Đây là không gian nhà vệ sinh của phòng ngủ số 4 của căn nhà. Thì mình sẽ có 4 phòng ngủ là giống nhau, cho nên là mình sẽ chiếu sơ qua và di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Thì căn nhà mình đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp cho cái nhà thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Cũng như căn nhà này thì chỉ hơn 9 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trên một cái con đường số cũ, và bây giờ là con đường hẻm thuộc đường Lê Văn Thọ, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình.
Để được nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà vừa ở vừa cho thuê cũng như đầu tư thì rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực phía trước, mình sẽ có một cái khoảng không gian phòng thờ ở phía ở trong của căn nhà và bên ngoài. Rồi mình sẽ có một cái khoảng sân ở phía bên ngoài rất là rộng. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại khu vực phía sau. Khu vực phía sau thì mình sẽ có một cái phòng ngủ mini phía sau của căn nhà. Một cái phòng ngủ cho người giúp việc, cũng như có đầy đủ hệ thống điện lạnh, cửa sổ rất là thoáng mát. Và phía sau là mình sẽ có một cái khoảng sân phơi phía sau căn nhà, cũng như một cái nhà vệ sinh riêng. Đây là khu vực nhà vệ sinh phía sau căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.